Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok ok, mình xuống đây coi anh em. Mình phi xe ra, từ từ. Đang làm bị chửi SML, dạo này mày làm ăn kiểu gì đây Hoa? Hoa chết dở, làm đi. Làm đi rồi xem like của kẹo sau cũng được à? Cái đồng xanh nhưng mà nó canh tôi này. Ui, thằng bé nó canh tôi không ơi? Khoai thế nhỉ? Mày chết với anh này. Lên bảo này. Mày đứng sơi anh à, thằng này láo. Đã bảo bên trên rồi. Một đứa nữa hả? Một đứa ở trên tầng 2 không ơi? Trên tầng 2 không ơi? Cái đậu xanh mày làm gì đây? Hỗ trợ Dung ơi, hỗ trợ. Chết mẹ rồi. Tầng 2 Dung ơi. Hạ nó. Vả nó. Nó đi đâu ấy? Xuống đây. Thế cứu tôi phát, đứng gọi lại. Nó trên tầng 2 thôi. Biết rồi. Nó biết chưa rồi. Nhảy đâu ơi? Tôi cho một quả lựu lên này. Có thể khả năng là sau ghế thôi, chưa đâu. Ờ, có thể. Thấy chưa? Nó à, nhảy rồi, nhảy rồi. Nhảy? Thằng mày làm gì đã nhảy đâu? Lên mà xem, nghe vừa lấy tiếng nhảy đâu. Thấy. Ok. Giúp con xe ra lượm cái xác với. À đây. Lượm được. Ơ, đây mình lấy cái ô ngắm 1x đã, mũ 2 này. Nó nhảy giảm thanh cũng có luôn, thì cứ giảm thanh này. Máu mình lượm thêm đi. Máu hơi ít mà anh em. Lượm thêm 2 tụ máu này, ok luôn. Ok em đi làm bài tập cuốn đi nhá. Cuốn cho nó phun máu các bạn ạ. Không may lại bị mời phụ huynh chết. Úi dồi, anh em đã phải đi học cả sớm thế. Tôi tưởng là vẫn đang được nghỉ hè. Ok. Ừ, quê tôi nhá, tôi nói cho nghe này, quê tôi tháng 9 mới phải đi học, không cần học thêm. Cấm học thêm luôn đâu ạ. Học thêm ở nhà cô giáo ấy. Giờ... Thế hả? Bây giờ cấm học thêm ở trường là học thêm ở nhà cô giáo đấy hả? Úi dồi ôi. Chứ hồi xưa anh em mình cũng có đi học thêm đâu. Tháng 9 bố mẹ bây giờ là chết sở, bắt con cái học cho lắm vào. Thôi, tôi chia sẻ kinh nghiệm với anh em này. Học làm cái gì? Chơi game đi cho nó thoải mái. Đầu động mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, anh em cứ học đi. Sợ liền với các bạn xíu thôi. Chứ anh em không học thì lấy gì mà ăn. Ơ nhưng mà nói đùa đâu, tôi có học đâu anh em. Cứ học mấy cái chữ thôi ạ. Có học vẫn hơn. Thế à, sợ liền ít thôi ông ơi. Thế nên ông có đi học không? Ông có đi học không? Có chứ. À, gát, thế thì kinh rồi, kinh hẳn rồi, biết nói gì nữa. Ô, đừng ra bạn ơi. Ô, đẹp tiền bạn ơi. Ơ ờ, nhảy xuống ăn nướng giáp, sao lại bạn nói mình rẻ tiền, con giáp chống nổ rồi này, 4.5 không ơi. Ăn lô một phát để đỗ lại cho ăn đàng hoàng. Không cần. Nhảy xuống ăn không là sợ Dũng nhảy xuống ăn mất. Đấy, hiểu chưa? Ok. Thôi chạy đi bạn ơi. Chạy đi xem thế nào sân mạng chứ bây giờ đang đói mạng lắm không ạ? Vãi kẹo. Đây. Kẹo chỉ xạo lìn xíu thôi Hoa ơi. Đâu vậy ông ơi? Trên này chứ còn đâu nữa. Chưa thấy. Để coi. Đấy. Vừa thấy UAV chạy qua cổng. Nó chạy đâu rồi ông ơi? Kiểu này thì chịu rồi. Chạy qua thính đi ông ơi. Thính bên phải đấy. Bên phải 120, 125. Chạy qua đi. Hello anh, em vừa đi đánh răng xong. Hello em. Chắc nó chạy qua đây ông ạ. Ông chắc chưa? À không, nó là một chiếc xe motor chắc thôi. Còn bên này thì chúng ta vẫn chưa thấy được người anh em ạ. Buồn lắm. Chịu rồi, chết dở. Thế này thì người đâu? Cánh đông nhá. Ok, lên đi ông ơi. Từ đầu trận đến giờ thì tôi chỉ có mỗi một kill thôi anh em ạ. Cuộc sống nó khó khăn quá mà. Thì nó chơi vui thế thôi các bạn ạ. À. Các bạn cứ đi học cho mình. Thôi, gì đấy, tôi bảo với anh em rồi, đang nghỉ hè đi học gì. Khi nào vào năm học thì đi học, được chưa? Nghỉ hè học hành làm gì, thời gian để chơi mà các bạn. Học cả năm rồi đúng không? Nghỉ hè có vài hôm chết đi đâu được. Ủa, lên trên này nó vắng quá anh em ơi. Sát thủ là kẻ thù, thầy cô là sát thủ, trường học nó thành nhà tù luôn em ạ. Thôi. Đây mọi người nhá. Đây là mình chỉ sợ lìn thôi anh em đừng tin nhá. Không chết giờ anh em lại bảo là sĩ kẹo suý anh em nghỉ học thì thôi xong. Mai lại Bọn lại bắt đây. Mai bố mẹ bảo đi học à? Anh sĩ cứ bảo không cần phải đi học thì chết. Ui dồi ôi thế thì kinh rồi, không được. Ủa? Chỗ nào đấy mà? Trên tầng ông ơi, nhà gà. Nó là nhà gà đấy, quay lại.
Thế nhà gà chưa? Thấy chưa? Đấy gì? Mày đang nghe nhà gà đấy không ấy? Đấy gì? Tầng 2 luôn. Đúng rồi. Lưu đan này mình có một quả này. À không, mình có liệu chóa. Liệu chóa à? Câu lên. Chả nó canh, không có mình. Nó canh. Mày đang canh này. Sau này quay. Cái đậu xanh này, ok nó một. Quả à, nữa có một đứa thôi. Một đứa thôi. Bạn nó lên. Cái đậu xanh này, ok. Wow, sĩ ơi. Sao bạn đây? Bắn ngắt thế. Bắn đến lúc bắn phải gắt chưa không? Giết luôn mạng của mình. Ờ đâu. Thế tôi đâu có sợ ý đâu, đang bắn mà. Ai thèm cái mạng đồng đội đâu. Anh em bảo gì đâu, anh em nói thế thôi. Thế chắc sợ ý. Sorry, I'm so sorry. Minh chứng là mình sẽ đốt lửa trại sửa ấm cho cậu. Thôi, phun máu rồi mà không cần đâu. Tại thế. Lửa trại nâng cao thì anh em hả? No. No nâng cao thì anh em này. Thế đi. Đi, let's go. Mình phun máu rồi cần gì nữa à? Nhưng mà có được cái giáp chống nổ trông ngon vãi. Ê, tài xế chở đi bạn ơi. Taxi chạy, hết xăng à? Nó không lùi được. Tài xế hết xăng hả? Chạy đi. Đi ra tôi lấy xe cho. Hey. Kẹt rồi. Kẹt rồi á? Chắc chưa? Đang chuẩn bị chạy được này. Ông tin không? Ông tin tôi gỡ được con xe không? Chờ tí. Đang nó sắp ra rồi không ạ? Ông yên tâm. Làm gì có ai ở đây? Ôi chết mẹ, Có người. Cái đậu xanh làm gì có ai? Quên. À đủ gắt. Đây bắn xuống điện cho Dũng ấy cho nhanh này. Thấy chưa, nó đang xấy xe kìa. Ok, kệ nó đi. Một đứa hả? Hay lắm. Quần láo lếu này, định vào chơi team của mình đấy hả? Một không dễ thế đâu bạn ơi. Đã bảo làm gì có ai tự nhiên cho nó chạy ra ngoài. À đủ có vẻ căng đấy anh em ạ. Ba lô cả. Gát, nó lại ngon quá nhỉ. Ba lô ba thì ngon lành rồi, để xem lượm thêm mấy quả bóng keo nhá. Sao bạn ơi? Lút từ từ thôi, mình sợ. Đâu, lút từ từ còn gì nữa. Tôi có lút nhanh bao giờ đâu. Có lút hết phần của đồng đội đâu. Không. Rồi nha, cảm ơn Lê Trọng Lực đã gửi quà tặng nhá. Úi dồi ôi, nào để xem nào. Người đâu cả rồi nào anh em ơi. Hiện tại thì đang còn là 9 người chơi nữa nha mọi người ơi. Chắc là tôi sẽ đứng ở đây và canh mấy cái đứa chạy ở phía thị trấn lên các bạn ạ. Đứng đây canh là chuẩn rồi. Từ. Đợi ông bo thu lại đó. Nhưng mà người đâu ta? Chờ xíu mọi người ơi. Bo to lắm. Cái này thì đây mới là bo thứ 2 thôi anh em ạ. Thế nên là bo nó vẫn đang còn rất là to. Trong khi đấy thì chỉ còn lại có 9 người chơi nữa. Ê thính kìa sĩ. Qua thôi, có gì đâu. Đi, qua thính thôi. Có một cái đường giáp bị dụng. Tôi có giáp 4.5 rồi nên là không có cần luôn. Xem thế này có gì đấy. Ô ra luôn. Gát. Mình có biết sợ chứ các bạn. Thế nó lại ngon quá nhỉ, anh em có ô ra rồi. Hợp lý. Thế là bây giờ xem người đâu. Hạ chỗ nó kiếm tốc một là ok. Có khi vào UAV gì ạ. Thì thế tôi đang chạy lại đây ông ơi. Chạy lại xem để săn cho nó kiếm thêm xíu mạng chứ 3 kill bây giờ ít quá không ạ. Úi dồi anh em đã thấy ai chưa? Riêng tôi là chạy vào hẳn trong này rồi nhưng mà vẫn chưa thấy ai cả đâu. Mũ ba nát bét. Ủa chúng nó lại chạy đi đâu cả rồi ta? Cái đậu xanh. Quay người. À đây rồi. Đây rồi, đứng lại. Đây rồi đứng lại này, một đứa thôi ông ơi. Chắc là bạn của thằng lúc nãy ở dưới kia. Thế hả? Đúng rồi, có một đứa thôi. Hạ rồi ông ơi. Tưởng đông lắm cơ, có một đứa thôi hả? Ở đây có 4x này, Dũng này. Có rồi. Em sĩ ơi, có khi là vẫn còn người bên dưới. Thế hả? Để coi. Đang xem là chúng nó ở đâu để xấy cho chúng nó lên bảng điểm số luôn ông ạ. Chưa đâu, một xíu nữa thì bò mới thu lại cơ. Tầm khoảng là 30 giây nữa thì bò nó sẽ thu lại mọi người ạ.
xem có thằng nào mà chạy từ dưới lên thì thôi xong, có mà nó đi luôn với team của mình cơ, không còn khả năng sống sót luôn anh em ơi. Ui rồi ôi, gì đây, không biết là mọi người xem live chất lượng có ok không nhỉ? Ok ok, chất lượng đang rất là ổn nhá mọi người nhá. Để tôi coi chứ bây giờ là bên dưới đã thấy ai đâu. Có khi là quay lại cái cánh đồng ấy. Đây, lại quay lại cánh đồng thôi. Chưa thấy ai nhờ. Giờ nhìn vắng tanh như chỗ bà đanh anh em ạ, thì đào đâu ra người. Ê sĩ, trong nhà gà vừa lấy. Nhà gà đấy hả? Cái đậu xanh. Nhà gà vẫn đang còn người luôn, chắc là nó mới chạy vào à? Ông vừa nhìn ở đâu vậy, nó vừa chạy vào à? Đây, nó vừa chạy vào. Được rồi, hay lắm Dung ạ. Xem hạ nó cho nó lên bảng đi. Nó ngồi trong này, nó ngồi chân cầu thang. Một quả lựu này, ok. Vừa cho một quả lựu ra ngoài, hạ nó đi. Hạ cái lên gì? Bảng này. Nó đang bắn ở ngoài, ở ngoài nó còn này. Ở ngoài nó còn ở ngoài, cái đậu xanh này, ok ok. Ở ngoài, bên ngoài nó còn nữa. Cái đậu xanh này. Ơi. Đây, cứu bọc, bọc gầm cầu thang, bọc gầm cầu thang. Có địch, có địch. Bỏ vào trong, có địch mà. Có máu không? Mình hết máu rồi. Có súng điện, có súng điện. Bắn lẹ, bắn lẹ. Đây đây, ngồi yên, ngồi yên. Nhét cho còn máu nữa, cứ ngồi yên đi. Ngồi gần quá này, bắn cũng được không ơi? Vứt xuống đây mình gần quá, nhau. Gần quá, tôi có máu mà. Tôi quấn đi. Đây, quấn đây, có 10 túi máu đây, qua đây chia này. Dũng quay lại, lên quay lại. Lên đi loot. Cũng được, cũng được. Nhanh, còn mấy thằng nữa không là rớt tốt một bây giờ, ông ấy chưa cẩn thận xíu. Tại sao anh sĩ có thể nói liên tục được như vậy? Mồ thiên hạ. Ui dồi ôi, anh sĩ là dân chơi rồi em ạ. Dân chơi nó phải khác dân thường chứ em. Đây gọi là dân play em ạ. Đâu, mẹ thiên hạ nói được liên tục thôi. Thôi quần què nghe Dũng nó xạo lên anh em đừng tin nhá. Ê Dũng ơi, để ý nha, phía sau này có người này, một đứa đang chạy này. Ê, đứa xanh này. Nãy nó vừa mà cắn trộm tôi đấy ông ơi. Nãy nó cắn trộm tôi đấy ông ạ. Thằng này láo. Được, láo em ơi. Nãy chú cắn trộm anh đấy à. Rồi xong tao xem. À quên, để tôi xem nó chạy đâu. Dũng ơi thằng này, lên bảng này. Ok, good game, clear luôn. Đã bảo rồi, nó không còn đường chạy nữa đâu. Nãy nó cắn trộm tôi đấy ông ạ, thằng này láo thật đấy. Dám cắn trộm sĩ kẹo thì nó không có kết cục tốt đẹp rồi Dũng ơi. Mình có đặt túi máu này lấy không? Chia cho ít túi máu này. Bà anh nhà mày em hết đi rồi, ok. Ê sĩ, qua đây, qua đây. Đâu bao nhiêu? Ok, trước mặt, chờ nhà xíu chạy qua. Nhà xanh lá. Nhà xanh lá đấy hả? Được thôi. Ê, qua vả cho nó luôn này, hai thằng cuối hả? Okay, à, ba thằng cuối, ba thằng cuối. Ê, có ba thằng nữa. Ông đùa, thế thì hai đứa đi chung với nhau, một đứa còn lại. Rồi xong còn hai đứa ngoài, hai đứa. Hai đứa này khả năng cao cùng chung một team với nhau đấy. Nhà vệ sinh nhá. Nhà vệ sinh đấy hả? Chắc chưa? Chắc. Nãy ông nhìn thấy ký hiệu à? Tôi thấy nó ném lựu đạn hai này. À được, tưởng Dũng cơ. Tưởng Dũng cơ đây, tôi đây. Tôi đã móc bên này này. Hay quá. Một thằng nữa. Đứa hả? Được rồi. Okay, ok, good game, ngon lành. Ơ một đứa đã bị hạ vì bo. Một đứa đã bị hạ đâu? Đây tôi thấy một đứa đã bị hạ mà Dũng mới kêu rồi. Bốn kêu, một thằng bị hạ vì bo đấy là mình bắn. Ông mình tưởng cậu chết. Không, nó bị hại vì mo này. Con mạng rồi. Tôi một luôn xả hàng một mớ bom keo luôn nhá. Ui, chưa kịp xả đã chiến thắng rồi. Bánh kim yes. 4. Tôi một với 7 kill mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.